Trinh này sẽ biểu diễn với lại một cái bộ bài ha, đầy đủ 52 lá bài. Em hãy xào bài lên giúp anh đi ha. Rồi, thì em để ý này, đây là cái bộ bài mà sau khi em xào, sao? Đó, rồi, đó. Thì cái bộ bài bây giờ em để ý là các lá bài nó hoàn toàn khác nhau, đúng không? Đấy. Thì bây giờ anh sẽ viết một cái lời tiên tri trên một cái lượt giấy trắng này. Tất nhiên là hiển nhiên là em sẽ không biết được cái lời tiên tri này ha. Đó, anh sẽ viết một cái lời tiên tri lên đây. Ok, em úp nó ở đây nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ để nó ở đây. Không ai biết được cái lời tiên tri này ha. Bây giờ anh sẽ để một bài ngửa như này này. Anh vẫn cầm một bài ngửa như này. Sau khi mà anh, tức là em sẽ chia bài ra từng lá một như này. Và bất kỳ khi nào em muốn ngưng thì em ngưng giúp anh. Đó, ok, em cầm em chia đi. Chia xuống như này từng lá một. Bất kể khi nào em cảm thấy em muốn ngưng thì em ngưng. Rồi, ok, em muốn ngưng ở đây đúng không? Vậy thì đây là phần bài của em nhé. Đây là phần bài của em. Rồi, em để nó đặc biệt nằm ở đây. Sao? Đấy, bây giờ ở đây có một cái viên xí ngầu. Viên xí ngầu thì chắc chắn em biết là viên xí ngầu thì mình có 6 mặt. Mình sẽ để ra 3, mình sẽ để ra 6 con bài tượng trưng cho 6 số nha. Mình có 1 này, 2, 3, 4, 5 và 6. Đúng không? Đó, 6 con bài tượng trưng cho 6 số. Con bài mình không dùng nữa, mình để ở đây đi. Đó. Rồi, bây giờ anh muốn em cầm viên xí ngầu này, em lắc xuống và cứ mỗi lần em ra con số nào, anh sẽ remove, anh sẽ loại đi cái con bài nằm ở vị trí sau đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ví dụ em lắc lên con 6, anh sẽ bỏ con 6 đi. Đến khi nào chỉ còn một con. Ok nhé. Rồi, giúp anh. Một này, ok. Mình sẽ bỏ một đi nha. Rồi, ok. Rồi, mình bỏ một con, tiếp. Rồi, con số 5 rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đây mình sẽ bỏ con này. Tiếp tục. Rồi, thêm một tiếp rồi. 2, sẽ bỏ con này nhé. Thì sao? Rồi, tiếp. 2 tiếp rồi, ok. Tiếp luôn. 5, 1, 2, 3, rồi. Đây 5 bỏ rồi đúng không? Ok. 4, sẽ bỏ con này. Rồi. Tiếp tục. Còn 2 con. 6, mình bỏ con này. Thì sao? Con này có 6 mà. Rồi, như anh nói, đến khi còn một con cuối cùng. Thì sao? Đây là con cuối cùng. Thì cái này là em chọn, ví dụ em lắc là ra đến con khác, đây là một con thì nó sẽ là con khác. Thì sao? Cái con cuối cùng mình dừng lại ở đây ý, thì nó là con 5 rô. Đấy, thì cái con 5 này này, nó có một cái hay là như thế này. Đấy, em có biết được cái con ấy nằm ở vị trí thứ 5 của cái phần bài lúc nãy của em là con gì không? Không đúng không? Chắc chắn là không rồi. Ok, để mình thử nhá. 5 này, mình có 5 này. 1, 2, 3, 4. Và đây là con thứ 5 này. Đó. Thì bây giờ anh lật con thứ 5 này của em lên nhé, sẽ là con gì? Đó là con 4 rô. Đó, như anh nói lúc nãy á, ví dụ em lắc mà lúc nãy cái con còn lại nó là con khác thì mình đếm ra đây thì nó cũng sẽ lại là con khác đúng không? Sao? Đó, nhưng mà lúc đầu tiên anh chỉ tên chị đúng một con bài thôi đúng không? Anh chỉ tên chị đúng một lá ở đây và nó không thay đổi gì cả. Và cái lá anh tên chị ở đây này nó cũng trùng hợp cũng là 4 rô luôn. Đó. Được chưa? 4 rô trùng hợp đây cũng là hoàn toàn là 4 rô luôn đúng không? Như anh nói lúc nãy á, nếu mà em lắc ra một con khác thì nó sẽ là một con khác đúng không? Lại là một con số khác, đấy rất là con số khác. Mà xí ngầu cũng là em tự lắc để cho nó loại. Yeah, okay.